Theo dự báo, sau kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9, số ca mắc COVID-19 có thể tăng mạnh. Trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, ông đã nêu ra 3 lý do khiến số ca mắc mới COVID-19 có thể tăng sau dịp nghỉ lễ 2 tháng 9. Những lý do này là gì? Hãy cùng chúng tôi theo dõi ngay sau đây. Theo ông Trần Đắc Phu, do có nhiều người nhiễm COVID-19 nhưng không có triệu chứng nên không biết mình mắc bệnh những người này sẽ tiếp xúc với người không mắc bệnh, khiến số người mắc sẽ tăng, nhất là vào dịp nghỉ lễ 2 tháng 9, nhu cầu người dân đi chơi, tham quan nhiều. Lý do thứ hai được ông Phu đưa ra là một số người mắc COVID-19 nhưng có triệu chứng nhẹ, không cách ly, vẫn tham gia các hoạt động vui chơi dịp lễ cũng sẽ làm lây lan dịch. Lý do thứ ba, theo ông Phu, người dân đang chủ quan lơ là phòng dịch. Nhiều người tham gia các hoạt động đông người nhưng không đeo khẩu trang, không áp dụng biện pháp phòng bệnh. Tuy nhiên, ông Trần Đắc Phu cho rằng dù số ca mắc sẽ tăng nhưng dịch sẽ không bùng phát đáng ngại như năm ngoái. Ông Phu nói, số người mắc COVID-19 thời gian qua nhiều, trong khi đó chúng ta đã tiêm vaccine phòng COVID-19. Chủng Omicron tuy lây lan nhanh nhưng triệu chứng nhẹ nên dù có số mắc tăng nhanh cũng không đáng lo ngại quá. Nhưng cũng không được chủ quan lơ là phòng bệnh vì dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp khó lường đưa ra các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19, ông Phu cho rằng Chúng ta nới lỏng nhưng không buông trôi thả lỏng, nới lỏng nhưng vẫn phải dự phòng đồng bộ, đặc biệt trong môi trường kín, nơi tiếp xúc đông người hoặc tiếp xúc gần với người có triệu chứng nghi ngờ. Ông Phu cũng lưu ý cần bảo vệ nhóm người dễ bị tổn thương như người già, người có bệnh nền, suy giảm miễn dịch, người chưa tiêm vaccine bởi những người này nếu nhiễm, nguy cơ trở nặng rất cao người dân cần áp dụng các biện pháp phòng dịch linh hoạt nơi nào đeo khẩu trang được vẫn cần tuân thủ đảm bảo phòng dịch khi vào nhà hàng quán ăn không đeo khẩu trang được người dân cần thực hiện việc rửa tay khử khuẩn